Cứ mỗi dịp chuẩn bị bước vào năm học mới, các loại sách giáo khoa, vở, bút, thiết bị học tập lại bị các đối tượng tập trung làm giả nhằm kiếm lợi nhuận. Để hỗ trợ người tiêu dùng tránh được việc mua phải đồ giả, mới đây, Tổng cục Quản lý Thị trường đã tổ chức phòng trưng bày với chủ đề Nhận diện sách giáo khoa và đồ dùng học tập. Đây là lần thứ 13 phòng trưng bày của Tổng cục mở cửa đón khách tham quan và tìm hiểu thông tin về sản phẩm. Phần lớn sản phẩm vi phạm được trưng bày là các loại sách và đồ dùng học tập phổ biến trên thị trường hiện nay do lực lượng quản lý thị trường phát hiện, thu giữ khi thực thi công vụ. Sách giáo khoa giả gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đối tượng sử dụng chủ yếu là học sinh, bởi những sản phẩm này thường có sai sót về màu sắc, ký hiệu, kiến thức hay bị thiếu dữ liệu, không cập nhật thông tin dẫn đến sai lệch về nội dung và ảnh hưởng đến kiến thức của học sinh. Theo Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương, sách giả, sách in lậu gây ảnh hưởng đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp cho các nhà sản xuất, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho tác giả, đối tác liên kết, làm thất thu ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế khi tham gia Công ước Bern về bảo hộ các tác phẩm văn học, nghệ thuật. Do đó, bên cạnh sự vào cuộc mạnh mẽ của lực lượng chức năng, nhân tố quyết định trong cuộc chiến này chính là độc giả, những người bỏ tiền mua sách. Chỉ khi khách hàng, người đọc ý thức được việc mua và đọc sách thật là hành vi văn hóa và tôn trọng pháp luật, bảo vệ lợi ích chính đáng của mình và cộng đồng, xã hội, thì nạn sách giả, sách lậu mới không còn trốn dùng thân.